Hello, xin chào các bác nhá. Chào mừng bác quay trở lại kênh YouTube của Minh Như Lạnh. Đấy, tối nay thì không livestream nhá. Lên cho bác ít mã đài nhá. Đấy. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Em lên nhanh thôi. Đấy. Ok nhá. Mở hàng cho các bác của em sáp QTI1 này. Đấy. Sáp QTI1 của nhá. Đài đỏ. Đấy, hôm nay thì em lên cho các bác là toàn bộ cái đài đỏ với đài dài thôi. Màu đen, màu vàng, màu đỏ nhé. Đấy, các bác nào ưng được mã nào thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em nhé. Một em đầu tiên em sắp QT1. Hàng bên em thì nguyên chất bãi thôi. Về các bác phải dọn dẹp đi, chứ không có hàng dọn rồi. Có vào điện này này. Đây, có vào điện này. Đấy, con này về các bác phải dọn cassette nhá. Và em sắp QTI1 màu đỏ này. Đấy. Mã này là mã số 161 561 561, xin lỗi các bác nhá. Mã số 561, con này để các bác giá là 1 triệu mốt nhá. 561 1 triệu mốt. Với em cái bút này. 561. Năm sáu một, 1 triệu mốt. Đấy, có 10 mã nhỏ nhỏ thôi, bác nào ưng thì alo cho em. Nay thì em không lên nhiều. Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Đây, con này là con Hitachi này. Đấy, đẹp lung linh luôn, như mới luôn nha các bác nhá. Hitachi đài đỏ này. Con này mô đen của nó VK102 này, đẹp mê ly luôn nhá. Đấy. Và nó... ở đây luôn ngoài cái gì? Giải 108 nữa không nhá. Đó là một tiêu chuẩn mà tất cả chúng ta đều biết, đó là không nhằm vào dân thường, không khủng bố, không vi phạm nhân đạo quốc tế, không ném bom các bệnh viện và trung tâm y tế, không sát hại trẻ em, không bao vây. Con này về các bác phải dọn cassette nhá. Con này đẹp xuất sắc luôn, Hitachi này. Về các bác để chơi cũng ok, trưng bày cũng được. Mã này là mã số 562. 1 triệu 2. Đấy. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716. Đây, lên tiếp cho các bác đổi gió tí một em màu vàng nhá. Màu vàng hanh Sony. Sony này. Đây. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh sự đồng thuận toàn. Ai em bắt nét luôn nha các bác nhá. Con này là cassette có chạy không nhá, nhưng mà con này nó đang bị dính cái nút tạm dừng này. Đấy, chứ con này là chính xác là cassette là còn sống này. Em tua vẫn chạy bình thường đấy. Giải tần 1.8. Con này con Sony CBS V5 thôi nhá. Mã này là mã số 563. 1 triệu. Mã nào ưng thì alo cho em. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716. Con này đẹp nhỉ. Này các bác nhìn con này này. Con này nhìn chả nhìn rất giống con sắp QT77 luôn nhá. Này, có con này con nhìn rất giống con sắp QT77 luôn. Con này có sắp QTI6 thôi nhá. Nhìn rất giống 77 luôn. Con này có cả đường line in này. Đấy. Có đường line in đầy đủ luôn. Không được mời. Đấy. Khi đó Trung Quốc thông báo. FM này. AM này. Con này rất giống luôn. 20.
Đấy. Kế hoạch kêu gọi khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, rút hoàn toàn quân đội Nga. Các xe bên này có chạy nhá, sống một bên, bên này thì về phải dọn nhá. Đấy. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ kế hoạch này. Sắp TI-6, giải 108 nhá, màu đen, đẹp. Có đường line-in, rất giống với con QT-77 luôn. Mã này là mã số 564, 1.250.000 thôi. Đấy, bắt đầu ưng được cái mã nào thì alo cho em. Mọi thông tin thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716. Đây mấy em Sony đây. Con này có Sony đúng chất này. Đấy, bạn nào lấy con Sony này. Con này con VK901 này. Con Sony này cũng chất luôn. Đây. Giải 108 này. Đấy. Đỉnh luôn. Hôm nay thì em không like. Đấy, bác nào xem mà ưng cái màn thì alo cho em. Con này cũng đủ hết đồ nha các bác nhá. Đủ hết đồ, nút nhấc đầy đủ hết. Kinh đấy. Tế, viên, Việt Nam. Về các bác dọn dẹp đi. Mấy con này thì không biết sử dụng của gì. Đấy, mấy con này em không biết sử dụng kiểu gì cơ. Sony. Đây, rất chất rồi nha con nhá. Đấy. Mã này là mã số 565, 1.1.000.000 thôi nhé. Đấy. Ừng mã nào thì alo xem, 1.1.000.000. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0975 775 716. Đây, em lên cho bác của em Na này. Na Tiêu Na, con này đẹp xuất sắc nha, con này đẹp xuất sắc luôn. Con này thì đẹp mê ly luôn. Na Tiêu Na. Đây. Con này của nó DC 9V nhá, dương ngoài âm trong. Đẹp, con này đẹp thật. Lễ hội Halloween đang đến gần. Nhưng mặt rất nét luôn nha các bạn nhé. Đấy. Con này cũng đang bị kẹp một lút đấy này. Đấy, con này về các bác phải dọn nhá. Đây rất chất luôn này, có cả chỉnh ấy này. Đấy. Natune, quá đẹp luôn, quá chất luôn. Rất là mới luôn. Con này là con Nationa, model của nó là RX-FW43 con này. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Đấy, con này thì các bác lấy để cho bác giá là 1.1 triệu thôi. Mã này là mã số 566, 1.1 triệu. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Đây, lên tiếp cho bác của em Hitachi này. Đấy, đài đỏ này. Rất mới luôn. Mấy con đài đỏ này về các bác để chơi cũng được. Nếu bác nào mà có kệ cũng có thứ này là tủ tre làm con để rất là chất. Hoài niệm. Đây các bác nhá. Con này cassette sống một bên nhau nhá. Một bên là phải dọn này. Đấy. Con này nó bị bẩn trên áp. Đấy. Nó bị bẩn trên áp này. Chỉ quý vị và các bạn. Đấy, bắt ngon này luôn mà nó bẩn trên áp thôi. Đấy. Đỏ nhé. Đỏ tươi rất đẹp luôn. VK105 Hitachi này. Rất mới luôn. Mã này là mã số 567 của nhá.
1,1 triệu. Đấy. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 775 716. Đây, một em săn như màu đen này, đẹp lung linh này. Mấy săn như U4 này, cái dòng U4 mà các bác rất là thích đây. Dòng U4 mà các bác rất là chung kết trong cái đợt vừa rồi đây. Dòng săn như con này, con màu đen đẹp lung linh này. Bác nào chưa có thì làm con về cho đủ bộ sưu tập. Con này cassette còn chạy luôn nhá, cassette còn sống ngon lành luôn nhá con nhá. Đấy. Hai em em. Con này chạy hoàn hảo luôn. Tôi không hài lòng kết quả. Con này của nó DC 9V, dương trong âm ngoài con nhá. Đấy, con này bác nào lấy về đặt trên mạng cái nguồn dương trong âm ngoài rất là ngon luôn, mà con này nó chạy hoàn hảo luôn. Chạy hoàn hảo luôn nhá con nhá. Mã này là mã số 568, 1,1 triệu nhé, chạy hoàn hảo. Đấy, có ok một em săn U4. Sống hết mà con này nó đẹp lung linh luôn. Đây. Đấy, đẹp như này luôn. Không có gì rồi, suy nghĩ luôn. Đây, lên tiếp cho các bác một em này là một em gì đây? Sáp à? Sáp gì đây? Sáp QTS3 này. Đấy, màu đỏ này. Nay lên cho bác toàn những cái con rất là ok luôn. Cassette thì phải dọn rồi. Đấy. Đấy, về các bác phải dọn nhá. Đấy. Sống dài ô thôi. Giải 108, mã này là mã số 569 nhá. 900k. Đây, một mã cuối cùng này. Em chỉ lên nốt một mã thôi, hôm nay không livestream nhá. Đấy, bác nào xem ưng được con nào thì alo cho em. Này, các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đây, một em này này. Lâu lâu mới có này. Con này thì chắc là rất nhiều bác thích luôn. Con này tại sao vì thích nha con nhé. Đây này. Đấy. Con này của nó hay cái là nó có hai râu. Đấy, nó không phải là một râu. Một râu thì nó lại chả có gì cả. Đấy, nó có hai râu này. Ừ. Con này thì nó vẫn là chất rồi. Con này nó 7,5V, dương ngoài âm trong. À, dương trong âm ngoài. Đấy. Rất là nét luôn. Con này đang bị lỏng dây. Đây, đang dòng cái chân của em, chân này của em nó đang bị hỏng. Thức với tận nhưng sắp đối với tỉnh qua bản thân. Đây. Tôi thật rất nhiều. Để em giữ. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ có những kế sách để đối đầu với Ấn Độ. Tôi tin rằng trận đấu kế tiếp toàn đội sẽ có kết quả tốt. Đấy. Đội tuyển nữ Việt Nam phải tinh thần. Mà sau trận thua. Con này về các bác dọn cassette nhá. Nhà em nó rất nhiều đèn flash cái thứ nên là thử nó rất là khó. Đấy, quá ok luôn, một em đài săn như hai râu đẹp. Giải 108. Con này về các bác bày đẹp thì nó hai râu, bày nó mới chất. Mã này là mã số cuối nhá, mã số 570. Đấy. Con này thì để cho bác giá là 1,570, 1,2 triệu. Đấy, bác nào ưng được mã nào thì alo xem nhá. Đấy. Xin cảm ơn các bác. Đấy, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ngày mai nhé.